Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà một tầng mái Nhật được Mark Home thiết kế thi công trọn gói do gia đình nhà anh Phạm Xuân Dũng, địa điểm tại tổ 39B, khu 4, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Dũng vừa mới kết thúc cái bộ hồ sơ thiết kế và hiện tại thì chúng tôi đang trao đổi thêm về cái quá trình triển khai thi công trọn gói công trình này. Thì trước đi vào trong cái tiết công trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đã có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Mark Home vừa mới khai trương thêm chi nhánh tại Nhà Bè. Nếu như bạn nào ở gần đường Huỳnh Tấn Phát thuộc Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh, các bạn có thể qua trực tiếp cơ sở mới để được tư vấn cũng như thể là nhận nhiều cái chiết khấu ưu đãi trong cái thời gian vừa mới khai trương. Bạn nào muốn xem lại video hay mọi nhận đẹp, các bạn có thể truy cập vào trong website của chúng tôi, tên miền là thiết kế thi công trọn gói.com, hoặc là các bạn click vào trong cái đường link ở ngay phía dưới video. Bạn nào mà không sử dụng Zalo thì các bạn có thể truy cập vào trên fanpage, đường link đặt ngay phía dưới video có ghi rõ, rất là rõ ràng cụ thể. Trên website thì hiện tại Mark Home đang chạy rất nhiều chương trình, đặc biệt là chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đây là một trong những chương trình rất là thiết thực mà hiện tại cũng chỉ có một mình Mark Home mới có đầy đủ năng lực để làm thôi. Chúng ta sẽ được vay vốn tối đa là 75% giá trị tổng hợp đồng thi công trọn gói của ngôi nhà của mình. Ví dụ như thế là 1 tỷ đồng thì chúng ta sẽ được hỗ trợ vay vốn 750 triệu và sẽ thanh toán cả lãi và gốc trong những khoảng thời gian mà đã thỏa thuận, ví dụ như 10 năm hay là 15 năm. Ngoài ra thì dịp giáp Tết thì Mark Home đang ra rất nhiều các chương trình, ví dụ như chương trình đặt cọc xây nhà trước Tết để chúng ta nhận được các cái chiết khấu ưu đãi. Nếu như bạn nào mà xác định ra đầu năm chúng ta khởi công thì ngay từ bây giờ các bạn hãy nhanh tay đăng ký đặt cọc để nhận được những cái chiết khấu của Mark Home ngay trong cái giai đoạn cuối năm này. Quay trở lại mẫu nhà này, chúng ta thấy rằng đây là một mẫu nhà thiết kế khá là đẹp và hiện đại, mang đậm phong cách thiết kế của Mark Home. Với các thiết kế của Mark Home thì các bạn thấy rằng chúng tôi không quá cầu kỳ, không quá vào chi tiết, tuy nhiên đang sử dụng những cái vật liệu mới, cái phong cách thiết kế hiện đại thì sẽ được rất nhiều người yêu thích. Nếu như bạn nào đã chót thích phong cách thiết kế của Mark Home rồi thì chắc chắn rằng là các bạn sẽ không yêu thích được thiết kế của những đơn vị khác được. Sang một góc khác, góc này là góc nhìn từ bên tay trái qua thì các bạn thấy rằng là phần mái ngói chúng ta đang sử dụng là ngói màu tím than, hơi thiên xanh một chút. Ngói ngày nay thì chúng ta thường hay sử dụng là những dòng ngói Fuji, dòng ngói công nghiệp. Hiện tại có một số những nhãn hàng lớn như Fuji, Romantic hay là Bright. Đấy là một số trong số những cái nhãn hàng mà chúng ta thường xuyên thấy, thường xuyên gặp. So với lại trước đây thì chúng ta không còn dùng những cái dòng ngói nung của Hạ Long nữa rồi. Những cái dòng ngói đỏ, ngói nung mà chúng ta đã ít sử dụng và gần như là không sử dụng nữa. Với cái phần mái ngói này thì các bạn lưu ý rằng cái đơn giá của chúng ta nó sẽ dao động ở tầm 150.000 đến 250.000 một mét vuông. Chưa bao gồm những cái phần ngói bò hay là ngói bo góc hay là những phần ngói vỉa bên ngoài. Các bạn lưu ý là chúng ta khi mà đi mua sử dụng cái phần mái ngói thì chúng ta sẽ lựa chọn nó dựa trên cái màu sơn và dựa trên cái chất phụ gia ở trong mái. Trong cái phần ngói đó thì có trong những cái video mà tôi đã hướng dẫn các bạn cách lựa chọn rồi. Về cái phần mái thì chúng ta lưu ý rằng nó có hai cái hạng mục mà chúng ta sẽ tách riêng biệt. Thứ nhất là phần vì kèo. Thứ hai là phần mái ngói bao phủ. Về vì kèo thì hiện tại chúng ta đang sử dụng cái dòng rắc, tức là cái dòng phần khung kém đấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta một cái là chúng ta sẽ đỡ bị oxy hóa, đỡ bị bào mòn hơn là cái phần sắt hộp. Trước đây thì chúng ta thường hay sử dụng sắt hộp. Nếu như bạn nào muốn tiết kiệm dùng sắt hộp thì các bạn lưu ý rằng là những cái mối hàn, cái vị trí tiếp giáp của những cái vị trí hàn thì chúng ta phải sử dụng sơn chống hoen gỉ thì cái độ bền cái phần khung kèo của chúng ta mới được lâu. Công trình này được thiết kế với hệ bậc tam cấp và phần cửa chính và cửa phụ đang sử dụng là cửa nhôm hệ sinh pha. Ngày nay thì dòng nhôm hệ sinh pha nó ra đời, nó đã thay thế hoàn toàn cho những dòng cửa gỗ tự nhiên. Phần cửa gỗ tự nhiên thì trước đây chúng ta thấy chúng ta hay dùng, nhưng mà với ngày nay cái khí hậu Việt Nam thì nó phù hợp với phần nhôm hệ nhiều hơn. Để đánh giá được một cái nhôm hệ nó bền hay không thì chúng ta có 3 tiêu chí để các bạn đánh giá. Thứ nhất là về dòng khung hệ, người ta gọi đấy là khung nhôm. Khung nhôm hiện tại thì chúng ta có rất nhiều loại, ví dụ như các bạn có thể sử dụng nhôm của Việt Pháp, nhôm của Sinh Pha, nhôm của Eurowindow hay là một số những cái nhãn hàng mới nó ra như BMA. Về phần kính thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng có nhiều loại, ví dụ như 6L38 hay là 8L38 hay loại 10L, 12L, đấy là tùy thuộc vào nhu cầu thôi. Và phần thứ ba nữa đấy chính là phụ kiện.
phụ kiện thì đa số mọi người không biết được, hay là những người không trong nghề thì các bạn thường xuyên chúng ta không quan tâm lắm, nhưng mà tuy nhiên phụ kiện nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ bền hay là cái chất lượng sử dụng của chúng ta có đạt được hay không. Ngoài ra thì còn một số những cái khác, những cái bé hơn, ví dụ như thể là gioăng hay là keo. Cái keo tức là cái phần tiếp giáp giữa phần nhôm hệ với lại phần tường, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái chất gọi là cái keo liên kết. Cái keo này mục đích của chúng ta là nó sẽ liên kết giữa cái phần khung nhôm với lại phần tường, nó giúp cho cái phần của chúng ta nó chống chịu được cái phần nước mưa bên ngoài nó thẩm thấu vào. Thì keo bây giờ thì cũng có rất nhiều dòng. Nếu như bạn nào theo dõi thường xuyên các video hay là các bạn xem các video trước thì các bạn sẽ biết được chúng ta nên sử dụng loại keo nào nó tốt cho công trình của chúng ta. Đây là về phần mặt đứng chính công trình. Thì trên mặt đứng thì các bạn sẽ đặt ra những cái câu hỏi là vì sao chúng ta lại có những cái vị trí nó giống như thể chuồng chim như thế này. Thì đây là một hình thức trang trí thôi. Ở tại Việt Nam thì chúng ta không sử dụng mục đích nhiều ở những cái phần trang trí như thế này. Mục đích của chúng ta là chúng ta ngắt nhịp, ngắt quãng những cái phần mà nó quá dài. Ví dụ như hệ mái chúng ta này, nó nằm ở trên một cái diện quá dài thì bắt buộc chúng ta phải ngắt nhịp. Và trang trí vào đấy thì chúng ta hay sử dụng như thể là ống khói hay là ví dụ như chuồng chim. Thì đấy là một trong những cái cách trang trí thôi, chứ còn mục đích sử dụng như tôi đã nói rồi, chúng ta không sử dụng nhiều về cái công năng của nó. Đây là về cái phần mặt bằng bóc tách mái, hay còn gọi là phô cảnh 3D bóc mái, để chúng ta nhìn được vào bên trong ngôi nhà gồm những phòng gì, không gian gì. Thoạt nhìn ban đầu thì chúng ta sẽ thấy công trình gồm một phòng khách này, liên thông ở đấy là khu vực phòng bếp và phòng ăn. Chính diện là chúng ta có sử dụng phòng thờ. Ngoài ra thì chúng ta có tận 4 phòng ngủ con. Đấy. Các bạn thấy chúng ta có tận 4 phòng. Trong đấy thì chúng ta lại có thêm 2 nhà vệ sinh, một nhà vệ sinh khép kín dành cho phòng master. Một nhà vệ sinh chung sử dụng cho bên ngoài. Thì về cái cách xác định cái số nhà, số phòng vệ sinh thì các bạn đã biết rồi, thì chúng ta lựa chọn trên cái số phòng ngủ là chính. Và thứ hai là chúng ta đánh giá lựa chọn thêm dựa vào cái số lượng người sử dụng ở trong ngôi nhà. Thì thường như tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách tính nhanh ấy, thì ví dụ như 2 phòng thì các bạn phải ít nhất là một nhà vệ sinh. Thì tương tự như thế 3 phòng thì chúng ta phải có 2 nhà vệ sinh. Và 4 phòng thì để mà công năng của nó hoạt động tối đa phù hợp thì chúng ta phải có 3 nhà vệ sinh. Thì trong cái không gian này thì chúng ta mới đang sử dụng 2 phòng thì cũng tôi cũng thấy là tương đối là đạt rồi. Để chúng ta cũng không cần phải thiết kế quá nhiều các phòng vệ sinh ở trong ngôi nhà. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua các bộ hồ sơ chi tiết công trình này. Trước hết thì chúng tôi sẽ xem qua cái phần hồ sơ về kỹ thuật hạng mục kiến trúc công trình. Thì đối với lại các thiết kế của Mark Home thì chúng tôi luôn làm đầy đủ các bộ hồ sơ, bao gồm từ hồ sơ phong thủy này, kiến trúc này, kết cấu điện nước, hồ sơ bóc tách dự toán chi tiết 3D, nội ngoại thất công trình và cái chỉ định vật tư vật liệu. Đấy là một trong những cái cực kỳ quan trọng. So với lại việc chúng ta tự làm, tự vẽ, tự thiết kế thì chúng ta sẽ không có những cái đánh giá nó chính xác, nó không có sự khớp nối giữa các cái phần hạng mục bản vẽ. Đặc biệt là chúng ta không có phần bóc tách dự toán chi tiết công trình. Thế nên là nhiều gia đình sau khi chúng ta làm nhà xong dự tính ban đầu là 1 tỷ đồng, nhưng mà sau khi hoàn thiện xong nó lên tận 2 tỷ đồng. Cái đấy là cái nó vượt tầm tài chính của gia đình. Đối với ngày nay thì tôi khuyên các bạn rằng chúng ta hãy nên ít nhất là cũng phải có được những cái bộ hồ sơ thiết kế. Còn những gia đình nào chúng ta bận công việc thì chúng ta hãy thuê làm trọn gói. Cái nhu cầu trọn gói ngày nay thì nó đang là một trong những cái xu hướng của thời đại. Thì nếu như chúng ta ở tại các thành phố lớn thì các bạn thấy rằng cái nhu cầu xây dựng trọn gói nó đã hình thành và đã phát triển cách đây tầm 10 năm rồi. Thì hiện tại nó đang lan về những cái tỉnh thành lân cận ở các khu vực chính. Trước hết thì chúng ta sẽ xem qua cái phần mặt bằng tổng thể công trình. Thì trên cái phần mặt bằng tổng thể này thì nó sẽ có được những cái chú thích cho chúng ta. Ví dụ như thế là hoa gió này là cái đầu tiên, bởi vì nó xác định đến hướng, đến phương, đến vị của ngôi nhà chúng ta dự kiến chúng ta xây. Cái thứ hai là trong đấy nó sẽ bao gồm những cái chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, những cái mốc tọa độ. Nó sẽ giúp cho cái việc chúng ta định hình được vị trí ngôi nhà đặt ở đâu thì sẽ đẹp. Hai là nó còn liên quan đến cái giấy cấp phép xây dựng. Thì đối với Mark Home là khi các bạn thiết kế thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn làm luôn bộ hồ sơ cấp phép xây dựng. Còn khi các bạn xây dựng trọn gói thì các bạn không phải đụng tay vào bất kỳ phần gì, kể cả phần xây dựng, phần xin cấp phép, phần bảo hành bảo trì sau này. Mọi vấn đề đã có đội ngũ xây dựng của chúng tôi đã đảm nhiệm rồi. Thì trên cái phần mặt bằng tổng thể này các bạn thấy được cái
kích thước của khuôn viên khu đất khá là rộng, nhưng tuy nhiên là nó lại không được vuông vắn mà nó đã chia ra làm những cái cạnh rích rắc khá là nhiều. Vậy nên là để xử lý ngôi nhà thì chúng tôi sẽ lựa chọn một khu vực gần như là phía sau của khuôn viên khu đất để chúng ta trừ ra một khoảng sân ở phía trước. Mục đích là chúng ta có thể làm sân vườn, chỗ đậu gara ô tô, hay là sau này chúng ta có thể bố trí trồng thêm các cây xanh. Ở đây là mặt bằng chi tiết. Trên cái phần mặt bằng tổng thể thì để cái cách lựa chọn bố trí trên cái phần mặt bằng tổng thể nó ăn nhập với lại mặt bằng chi tiết thì tôi đã hướng dẫn các bạn rồi. Ít nhất chúng ta phải lấy được một cạnh song song, một cạnh song song giữa tường ngôi nhà, tường bao ngôi nhà và cái phần khuôn viên khu đất. Để mục đích là gì ạ? Để mục đích là chúng ta tạo nên cái điểm cân xứng giữa ngôi nhà với lại hình thể chung của khuôn viên khu đất. Còn nếu như chúng ta đặt một không gian ngôi nhà mà không lấy cạnh song song thì các bạn đã thấy ngôi nhà chúng ta nó không có tính liên kết và nó tạo cảm giác rất là ức chế khi chúng ta đứng nhìn ở trong cái khuôn viên tổng thể ngôi nhà. Rồi xem qua mặt bằng chi tiết không gian, bố trí đồ nội thất thì chúng ta để ý đến cho tôi cái chiều ngang và chiều rộng công trình. Kích thước của chúng ta một chiều là 14,12 nhân với lại một chiều là 11,02. Như vậy diện tích của chúng ta nó rơi vào tầm 155m². Đây là diện tích sử dụng. Trong cái thiết kế mặt bằng, nếu các bạn lưu ý phân biệt rõ cho tôi hai cái khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. Một là về diện tích sử dụng, hai là về diện tích xây dựng. Với diện tích sử dụng thì chúng ta sẽ tính trên cái diện tích khuôn bao, diện tích sàn, diện tích nền. Còn lại diện tích xây dựng để bắt buộc các bạn phải cộng thêm cái phần giọt danh, hay còn gọi là cái phần đua bê tông ở trên mái, hay là những cái phần lanh tô. Các bạn lưu ý rằng là cái cách tính này nó sẽ giúp cho chúng ta định hình được về cái chi phí, cái chi phí của chúng ta ban đầu. Thế nên là chúng ta phải hiểu được những cái khái niệm nó cơ bản một chút, tối thiểu là các bạn phải nắm rõ được những cái khái niệm. Về diện tích của chúng ta 155m² thì chúng tôi sẽ bố trí công trình gồm hai lối tiếp cận, một lối đi vào từ sảnh chính và một lối đi ra sảnh phụ. Đúng rồi, bao giờ công trình thì chúng ta cũng phải bố trí ít nhất là hai lối, có lối vào thì phải có lối ra. Đấy là cái nguyên lý về phong thủy đầu tiên. Và hai là sảnh chính bao giờ cũng là sảnh lớn nhất ở trong ngôi nhà, chứ không bao giờ chúng ta lại thiết kế cái sảnh phụ mà nó lại lớn hơn sảnh chính cả. Và thứ ba là các bạn không bao giờ được thiết kế sảnh chính, tim của trục sảnh chính nằm trên một đường thẳng với tim của trục sảnh phụ. Người ta gọi đấy là cái lỗi đồng trục xuyên tâm. Đây là một trong những cái lỗi cơ bản nhất trong cái bố trí công năng mặt bằng. Bởi vì là khi mà bị cái lỗi đồng trục xuyên tâm thì chúng ta bị một cái là tiền tài chúng ta làm được ra bao nhiêu thì chúng ta sẽ không giữ được. Nó có thể là vướng vào công việc, vướng vào chuyện làm ăn, hay là vướng vào những cái mà yếu tố bên ngoài nó tác động vào. Nhưng mà đấy là cái đầu tiên các bạn phải lưu ý. Cái thứ hai là khi thiết kế mặt bằng thì chúng ta nên đặt cái la bàn phong thủy vào để xác định cái vị trí nào nó thuộc cái cung đỏ, vị trí nào nó thuộc cái cung đen. Những vị trí nó nằm ở trên cái hướng hay là cái cung đỏ thì các bạn sẽ ưu tiên bố trí cho tôi cái phần sảnh chính là cái đầu tiên. Bởi vì cái sảnh chính nó liên quan đến cái cửa chính, cái cửa đi chính ấy, nó là một trong những cái rất là quan trọng. Hai là những cái phần mà hướng xấu, hướng đen thì các bạn sẽ đặt các vị trí như nhà vệ sinh, bể phốt, hành lang đi lại. Đấy là những cái phần phụ mà chúng ta có thể là cho ra bên ngoài. Và một cái đặc biệt thứ ba là trong cái thiết kế mặt bằng ấy, là các bạn phải mở rộng tối đa cái phần cửa sổ và cửa đi. Những ngôi nhà vườn thì nó khác hoàn toàn so với lại những ngôi nhà lố phố. Đây là cái nguyên lý mà các bạn phải nắm được. Chứ nếu như trong nhà vườn mà chúng ta lại bố trí cửa sổ nó quá chật, quá hẹp thì tự nhiên công trình của chúng ta nó lại bị mất đi cái cảnh quan và mất đi cái năng lượng, cái mà chúng ta đón nhận từ thiên nhiên xung quanh. Xem qua phần mặt đứng nào. Trên mặt đứng công trình thì chúng ta thấy rằng cốt cao độ của chúng ta, cái kích thước thông thủy đang lựa chọn là 39. Thì những con số thông thủy mà tôi đã hướng dẫn các bạn, chúng ta chỉ được phép lựa chọn một trong số những con số thông thủy, ví dụ như 4m2, 3m9, 3m6. Và các bạn không nên lựa chọn những kích thước thông thủy nó lớn hơn 4m2 và bé hơn 3m6. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta lựa chọn cái kích thước mà nó thấp quá thì ngôi nhà chúng ta nó sẽ bị thấp, chúng ta không treo được đèn chùm hay quạt trần. Còn nếu như cao quá thì ngôi nhà chúng ta nó sẽ bị hút, tức là chúng ta nhìn nó bị cao so với lại những cái đồ đạc nội thất của chúng ta. Và những con số đấy là những con số đẹp, những con số chia hết cho 3 mà tôi đã có những cái số tôi đã hướng dẫn các bạn rồi. Cái cách để lựa chọn cái con số thông thủy. Đấy.
Tương tự đối với lại các mặt đứng còn lại, để ông ta biết được những cái vị trí và cái kích thước của các cái phần trang trí của ngôi nhà, thì mặt đứng của công trình thì nó sẽ thể hiện lên được cái phô cảnh của chúng ta, còn lại mặt cắt thì nó sẽ thể hiện cái phần kết cấu ở bên trong ngôi nhà. Thế nên là trong cái bộ hồ sơ các bạn lưu ý đây là những cái phần quan trọng. Trong cái phần mặt cắt thì các bạn sẽ biết được những vị trí nào chúng ta đổ bê tông, những vị trí nào chúng ta hạ cốt sàn, những vị trí nào chúng ta nâng cốt sàn. Đối với lại những vị trí như thế là nhà vệ sinh, kho hay là sân ướt hay là ban công thì bắt buộc các bạn phải hạ cốt sàn. Tối thiểu là chúng ta cũng phải được tầm cỡ khoảng 5 phân để mục đích là chúng ta là làm gì ạ? Là mục đích để chúng ta để thoát nước. Và trên cái mặt cắt này thì chúng ta sẽ thể hiện rõ được cái việc thoát nước của cái phần mái ngôi nhà. Đây là một cái phần quan trọng nhưng mà đa số mọi người lại không quan tâm. Cái phần thoát nước mái nó là một trong những phần cực kỳ quan trọng. Ở trong thoát nước mái thì chúng ta có 3 cách thoát nước cơ bản và được đa số mọi người hay dùng. Thứ nhất là thoát nước theo hình thức rơi tự do. Rơi tự do có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta để nước trên mái nó rơi xuống nền. Cái này chúng ta không sử dụng những cái phần biện pháp thu như thế, biện pháp thu hay là biện pháp hứng nào. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng tấm tôn hay là máng xối inox, có thể làm bằng inox, có thể làm bằng tôn. Ngày nay thì người ta thường hay sử dụng bằng tôn bởi vì cái chi phí của nó phù hợp. Thì các bạn đã thu và đi vào trong hộp kỹ thuật và chúng ta đã thoát ra đường bên ngoài thì nó sẽ không bị vấy bẩn lên trên cái phần tường bao. Và biện pháp thứ ba là biện pháp thu ngắt nhịp. Cái này thì nó liên quan đến biện pháp thi công ở trên cái diềm bê tông của chúng ta và cái phần đổ bê tông đối trọng. Thì trong các video thực tế thì tôi đã hướng dẫn các bạn rồi. Cái phần thu ở trên cái phần trực tiếp cái phần mái của chúng ta thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà cái biện pháp đấy thi công nó sẽ khó hơn. Tương tự đối với lại các phần chi tiết khác, ví dụ như nhà vệ sinh. Vì sao nhà vệ sinh phải bóc tách chi tiết thì các bạn đã biết rồi. Thì trong nhà vệ sinh nó có rất nhiều những cái kích thước, những cái bố trí thiết bị hay là những cái mà chúng ta liên quan đến cái công năng sử dụng. Bởi vậy mà nếu như chúng ta không có sự tính toán thì tự nhiên là chúng ta sẽ bị gặp lỗi sau này rất là nhiều. Và phần mặt lát sàn, mặt trần, lát sàn vì sao nó quan trọng? Thì trong cái mặt lát sàn ấy, thì nó chúng ta sẽ biết được là những cái phần gạch nào chúng ta phải cắt đi, bỏ đi, và những phần nào chúng ta phải tận dụng lại. Và cái cuối cùng không thể thiếu nữa đấy chính là cái phần kích thước lỗ ban. Trong một ngôi nhà thì kích thước lỗ ban nó sẽ liên quan trực tiếp đến tài lộc vận mệnh của gia chủ, thế nên các bạn không được xem thường cái phần này. Thì trong cái phần kích thước lỗ ban chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần mặt bằng định vị của cửa ra vào. Thì trong đấy có những cái phần ví dụ như D1 này, những cái phần ô tròn này là nó sẽ thể hiện rất là rõ ràng. Thứ nhất là nó thể hiện được cái chiều dài và chiều rộng của phần bộ cửa của chúng ta. Cái thứ hai là nó có cốt. Ví dụ như cốt của chúng ta là cốt 0.00, tức là chúng ta sẽ tính cái phần cửa này nằm ở trên cốt sàn. Còn lại những vị trí nào là cốt 0.8 hay 0.9 thì chúng ta sẽ cao lên tầm 80 phân. Thì sau đấy chúng ta mới làm. Cái cách này để các bạn xem, để các bạn biết được luôn cái cửa của chúng ta kích thước bao nhiêu và thi công như thế nào. Còn lại cái cách tra cứu thước lỗ ban thì có lẽ tôi không cần phải nói nhiều vì trong các video trước tôi đã nhấn mạnh các bạn rồi. Tra cứu, cách xem, cách tra cứu đã thể hiện ra rất rõ ràng. Hồ sơ thứ hai và hồ sơ thứ ba đây chính là cái phần hạng mục kết cấu công trình. Hạng mục kết cấu công trình thì chúng ta sẽ quan tâm đến phần móng và phần mái. Vì sao phần móng, phần mái chúng ta lại được quan tâm? Bởi vì nó liên quan trực tiếp đến cái giá thành. Đến giá thành. Thế nên là nhiều khách hàng hay gọi điện đến các hotline của Mark Home thường hay nói rằng là vì sao công trình này thi công mà đơn giá lại có 900 triệu mà khi mà tôi đăng ký thi công thì đơn giá nó lại lên tầm 950 đến 1 tỷ. Cái sự chênh lệch đấy chính là cái sự chênh lệch của phần thứ nhất là phần vị trí địa lý. Thứ hai là nó liên quan đến cái phần biện pháp thi công. Ví dụ như vẫn là công trình này, như công trình này chúng tôi đang sử dụng là biện pháp móng đơn. Móng đơn nhưng mà có những vị trí chúng tôi phải ép cọc. Bởi vì cái nền đất nó quá yếu để bắt buộc chúng tôi phải ép cọc. Cái chi phí giữa móng đơn và ép cọc các bạn đã biết rồi. Nó chênh lệch nhau khá là lớn. Thế nên thì nó sẽ có sự chênh lệch về cái đơn giá. Vậy nên là trước khi thi công thì các bạn hãy thuê thiết kế. Từ bản thiết kế thì chúng tôi sẽ ra được cái đơn giá nó chính xác để sau này chúng ta có cái sự điều tiết điều chỉnh trong cái vấn đề thi công. Thì trong cái bộ hồ sơ kết cấu và điện nước này thì tôi không nói quá nhiều bởi vì nó liên quan đến hạng mục thi công chi tiết. Thì trong này chúng tôi đã tính toán cho quý khách hàng cái lượng sắt thép, cái cách bố trí sắt thép hay là cái biện pháp thi công của chúng ta nó quá cẩn thận và quá chi tiết rồi.
Video hôm nay thì tôi xin dừng lại tại đây thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Các bạn nào có nhu cầu thiết kế hay thi công trọn gói, các bạn hãy nhanh tay liên hệ với Mark Home qua hai số hotline là 0964458888 hoặc là 0828133333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video ngày mai.